dội ra không? Đất cứng quá hả? Đất cứng quá hả? Mối. À, mối. Chài. Đất gì vậy, bẻ không nổi mà lấy đâu. Ghê chứ cái chọt, chọt không thấm gì đó. Sao bèn xuống dội ra. Đó. Chân lên không mà. Quá cỡ. Chạm tí đi. Cái cậu nó lật ngang đó đi. Đẩy đẩy nhẹ nhẹ như vụ nó được. Vừa cạo cậu cái mà kéo. Như vụ nó. Đó được rồi.